Vâng, xin chào các bạn. Gần đây thì FL Studio mới tung ra một cái phiên bản là FL Studio 2024. Vậy thì cái phiên bản này nó có gì mới? Hôm nay thì mình sẽ cùng với cả bạn Bắc Công Tác à? Hay là Gritty nhỉ? Ending luôn. Bạn bạn Andy hôm nay sẽ cùng mình là reaction xem là cái phiên bản này nó có cái gì mới. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video. Welcome. In this video, we'll explore the new features in FL Studio 2024. Hold on a minute. Wasn't the last release FL Studio 21.2? Correct. Always grab. Thế là có một cái sự khác biệt ở trong cái cách đặt tên của phiên bản này. Thì bây giờ chính thức là đổi sang là FL24. Đấy, FL2024 tức là FL24. Thì mỗi năm chắc là về sau này thì mỗi năm, ví dụ năm sau sẽ là FL25 và năm sau nữa sẽ là FL26. Đấy, nó không muốn kiểu gộp theo cái phiên bản như hiện tại. Cách đặt hiện tại thì nó bây giờ đang năm 24 rồi nhưng mà vẫn đang ghi FL21, thì nó cái cách đặt tên này nó có vẻ như hơi gây cái hiểu nhầm, cho nên là hãng này đã quyết định là đổi lại tên theo theo cả hàng năm luôn. Ok, tham năm. Tiếp theo nha. As this release, which would have been FL Studio 21.3, is being released in 2024 CE. Đấy, đáng nhẽ nó là 21.3 nhưng mà đổi một phát thành 24 luôn, FL24 luôn. Đấy. So, what's coming in FL Studio 24? We'll show you how FL Studio 24. Ok, xem là FL24 có gì mới nhé. Featuring all new FL Cloud plugins and a powerful chord progression tool to help build Giới thiệu về FL Cloud này. Tính năng tạo hợp âm tự động. We embrace open standards with Clap plugin support. The browser now works seamlessly with project matched samples thanks to browser key and tempo playlist drag and drop integration. Plus, discover powerful new plugins like the Kepler X, Kepler, Low Lifter, Kepler, Spreader, and bring back clipped recordings from the Abyss with Edison Declipper version 2. Okay. Edison tính năng mới này. Nó có cái declipper này. Tức là mọi người sẽ được nhận plugin miễn phí từ FL Cloud. Hình như là khoảng 10 cái thì phải. 10 cái. Bản miễn phí là 10 cái. Có bản trả phí thì sẽ được nhận nhiều hơn. Hợp tác với nhiều phết, hợp tác với cả Native Instrument rồi là với cả Kashmir hay sao. If you're already subscribed, you'll also get to test the new FL Cloud Pro for 30 days free of any additional charge. You can activate it via the Sounds tab in the browser. Đấy. To install your FL Cloud plugin, cái này nó cũng sẽ là một trong những cái mà giúp cho cái FL Studio nó có cái doanh thu hàng tháng nó đều đều, thay vì cái việc là trước giờ mình là đang bán cái phần mềm này là vĩnh viễn rồi là cập nhật, cho nên là đa số mọi người dùng là mọi người mua một lần thôi thì nó sẽ bị gãy, gọi là nếu trong mô hình kinh doanh là nó sẽ bị gãy dòng tiền, nó không có cái nguồn doanh thu kiểu đều đều hàng tháng. Thì cái FL Cloud này nó là cái để mà giúp cho FL phát triển, bởi vì nếu mà bán kiểu cứ bán vĩnh viễn thế thì đến một ngày nào đấy nó sẽ hết cái để bán thì cũng không ổn lắm. Thì nó ra cái FL Cloud này thì clip trước là anh cũng đã nói về cái FL Cloud này rồi, nhưng mà bây giờ nó đá sang cả plugin nữa luôn chứ nó không làm mỗi cái phần sau. Navigate to the FL Cloud section and select plugins. This Đấy, nó làm thêm cả plugin luôn rồi. Where you'll find all the plugins ready to install. Đúng là ông lớn làm gì cũng dễ. They will be automatically added to your plugin database inside the FL Cloud category. So there is no need to rescan for FL Cloud plugins again. The best part, all FL Cloud tiers, even the free option. Yes, there's a free level to FL Cloud. Có miễn phí đấy, 10 plugin này. Every expanding library of plugins. Current subscribers have been upgraded to Blood. FL Cloud. Bản Blood thì là 19. Includes 19 plugins. With the new FL Pro là 60 này. As you would expect. Ao plugin. At launch, this is over 60 plugins and will continue to grow. Cái này thì vì nó là cái dạng để mà thuê theo tháng nhé các bạn nhé, không để anh em lại nhớ hiểu nhầm là mình mua cái bản Pro mà mình lại được hết tất cả plugin. Đây là dạng kiểu thuê theo tháng, bình thường nếu như một cái plugin này thì mình mua mất 100 đô. Thì ví dụ như 600 60 plugin này là 6.000 đô thì nó bị nhiều quá.
Nhưng thay vì thế thì mình trả một khoản phí như kiểu là vài chục đô, tức là khoảng mấy trăm nghìn một tháng, là mình có thể sử dụng 60 plugin rồi. Nó nhẹ gánh hơn do với cái việc là mình mua cái đứt. If you cancel your subscription, you'll get a number of free uses for any expired. À, nếu mà có hủy cái subscription này thì cũng không hỏng project. And continue editing and rendering. Another perk of this system, licensing is handled entirely on our servers. This means plugins from partners like NewVI become accessible from your FL Studio login without the need for cumbersome hardware dongles and separate activation systems. Annual FL Cloud subscribers also get a voucher for ImageLine partner stores when their subscription renews. With these, you'll be able to buy plugins and content packs from us perpetually without the license tied to a subscription. Just a note, this is all in addition to the great plugins that come with FL Studio editions. And on that topic, stick around, later in the video we'll introduce lots of fantastic new plugins for most FL Studio editions. FL Cloud Mastering. While we're talking about FL Cloud features, okay. Mastering now supports us. Cái tính năng mastering này thì như là cũng nói trong nhiều phiên bản rồi. FLAC and so on. And we heard you. We added options for 24 or 32 bit lossless audio too. Next, on the master comparison window, à, có thêm nhiều kiểu có cả AB testing nữa. And four three-way switches to enhance or de-emphasize bass, mids, brightness and warmth. Slide up for more, down for less. There's also four options to toggle specific processing steps. High and low frequency exciters, the multiband compressor, okay, and the stereo widener. And while there isn't really a way to show this, the FL Cloud Sounds library has doubled in size since we launched. Các cái kho sao cũng đã cập nhật thì nhiều hơn gấp đôi. Ok, đây là cái tính năng chord progression tool này. Cái này thì hình như là trước Andy đã giới thiệu mọi người một cái công cụ là CodeCord rồi thì phải. Một cái công cụ gọi là AI làm. Nhưng mà đến lúc mà ra cái này thì chắc là doanh nghiệp phải đóng cửa đấy chứ làm gì nữa nhỉ. Đấy, cũng AutoCode. We also know how tough it can be to create a good one. That's why we developed an advanced chord progression tool. Just click. Này mà mình bị bí chord chẳng hạn. Thì một click là có hợp âm. Or if there are any existing notes, it will support you by analyzing them, selecting a matching scale and creating a sympathetic progression. Need a change? Đấy. Gen một phát là ra luôn. And keep any scale markers intact. Alternatively, choose from the curated range of preset progressions and rhythm from the section below. Tức là cái này nó có cái hai cái nút này này. Một cái này là nếu mà mình chọn cái tính năng này mình gen ra ấy, thì là nó vẫn sẽ dựa vào cái scale của cái này nhưng mà nó làm thành hợp âm khác, như kiểu ví dụ vẫn là D major chẳng hạn. Đấy, thì nó gen tiếp một cái vòng hợp âm khác nhưng mà nó vẫn là cái tông này. Đấy, vẫn là cái scale này. Còn nếu như mình chọn cái xúc sắc này, ba chấm này này, thì là nó sẽ chuyển ngẫu nhiên cả hợp âm lẫn đến cả âm dai luôn, lẫn cả scale luôn. Đó. Ok. Cái này là mặc định, nếu mà mình để cái này thôi thì nó sẽ chỉ loanh quanh các cái vòng hợp âm nhưng mà vẫn là trong âm dai. À, cũng hay. Cái ở dưới này thì là mình chọn được cái các cái vòng hợp âm này, các bậc này. Nó biểu cảm của nó. Nó hiện luôn cả cái biểu cảm để cho mình dễ tìm được ra cái mood hợp âm mà mình làm. Preview or press the space bar to hear the progression. Cho preview luôn. Cái phần cao ở trên cùng này là mình muốn kiểu 8 hợp âm chẳng hạn. Mình cũng đổi được ở đây. To preview chords with a right click. À. Great way to test different orderings. Want to dive deeper? Kích chuột để right-click to show more options. Nghe thử. Or click here to replace them. À, đổi được hợp âm khác luôn. Hay à.
Đấy, tạo rất nhiều hợp âm khác nhưng mà cái vẫn là âm dài đấy. We really don't have time here to show the full power of this tool, so keep an eye out for the dedicated video tutorial or dive into the video riêng description. Đúng rồi. With the chord progression tool, crafting compelling chord progressions has never been more effortless. Piano roll. Note repeat là cái gì đấy? We've also added note repeat. Create stuttering beats and notes with the non-destructive repeat tools. Higher values mean more repeats. This is useful for quick rolls. Này, người chơi hệ hip hop rất thích nhỉ. Nó kiểu như kiểu slide từng cái âm thanh ra nhỉ, từng cái nốt ra thành nhỏ. Kepler này. Now we turn it up to 11 with Kepler EXO. Nghe giống synth 580 nhỉ. 80-90. Kepler EXO was inspired by the Juno 6 and Jupiter 8 classics. Juno 6 này. Con đàn này thì cũng bất hủ. Into the future with second DCO with hard sync oscillator FM, dedicated filter FM, an additional LFO plus a 16 slot mod matrix and 5 extra built-in effects in addition to the vintage chorus you know. Cái này thì anh em nào mà thích kiểu analog thì sẽ khoái. Thích sao của analog làm funk, disco các thứ. Cyberpunk and retro wave needs. Retro. Effect mới. Side, we have low lifter. Bass frequencies are foundational, but on some systems like laptop speakers and earbuds, chỉ có trong bản signature trở lên đúng không? Low lifter analyzes the low end and dynamically adds harmonics to leverage a psychoacoustic principle that gives a perception of a stronger bass presence, even in signals where no deep sub frequencies are present. Cái này là cho bay lực hơn, nó đầm hơn. Dùng cái này. Spreader. Sâu hơn. Mình thấy nghe nó cũng không khác nhau mấy. A powerful stereo enhancement plugin. Spreader enhances your audio stereo without altering its mono compatibility. Cái này có vẻ hay nè, cái này là cái stereo effect sums to silence when the left về không gian. Channels are added together. This ensures. Cái này nhiều anh em là vẻ hay vì dùng những các cái plugin bên ngoài như kiểu cái wider các thứ. Pending. Thì bây giờ nó có một cái pending như này luôn để cho mình dễ hình dung về vị trí không gian. Không chỉ là trái phải mà nó còn là cái độ rộng nữa. Control the stereo width and use the low bypass control to exclude low frequencies from the enhancement process, ensuring your bass remains centered and powerful. Nó còn chia được là cái phần bay thì nó vẫn giữ mono, còn phần tần số cao hơn thì nó sẽ stereo ra. Cái này mà anh em nào mà thích làm không gian là sẽ khoái. Edison. Edison này ngày xưa không dùng nhiều, bây giờ chắc phải dùng nhiều. The Declipper tool is now even more powerful and convincing than ever. Two new AI models bring back AI luôn, AI cleanup, lọc from the abyss. Choose between the voice and general models. Làm mất đi cái tiếng clip. Đấy, nghe trước sau là biết luôn. We're also introducing a powerful AI tool designed to remove noise or vocals from recordings where vocals are mixed with something else. No noise profile required. This is a specialized version of the stem separation tool found in the playlist. Open vocal denoise/isolator from the tools menu. Đọc, tiếng ồn, đúng không? Then, after it's finished processing, you can use the mix knob to choose a new blend. Rồi. Nó có vẻ là nó áp dụng cái kiểu là cái công nghệ giống cái Ultimate Vocal Remover đúng không?
Nhưng mà chất lượng em nghe đây là cũng chưa ngon lắm đâu. Hoặc là cái file này noise to quá. File noise to như này mà. Vừa vừa thôi, làm gì có các bố gọi là noise kinh khủng như này. The browser has been updated to preview samples with pitch and time stretching applied if the sample has BPM and key information. Cái này là ấy à? Nó tự để detect là âm giai gì à? Nó dựa trên cái cách mình đặt tên thì nó sẽ cho mình biết là âm là key gì, xong mình có thể đổi key để mình nghe trực tiếp luôn. Xong mình sync nó là mình cho nó đúng tempo để nghe trực tiếp luôn. Dragging something in from the browser will also automatically stretch it in the playlist. Parametric EQ 2. Xem nào. EQ2 có cập nhật luôn. Added a new HQ mode that features decramped filters without oversampling. This mode does not introduce the phase shift legacy oversampling has or the 1 millisecond plugin latency from enhanced oversampling. Cái này em xem mấy lần rồi cũng chưa hiểu nó có tác dụng gì. Nói chung chả dùng lắm, chả dùng nhiều. Clever Audio plugin or CLAP for short brings the world's newest plugin format into your favorite DAW. Any installed CLAP plugins là một cái appear after a plugin scan, là một cái ngôn ngữ lập trình mới có từ năm 2022 thôi, thì nó sẽ giúp cho cái plugin này nó đỡ tốn CPU hơn, đỡ tốn tài nguyên hơn, và loát CPU tìm kiếm nó sẽ nhanh hơn. So với VST hay so với AU thì cái CLAP này nó xịn hơn. Tức là nó cũng là một cái dạng ấy thôi gì, một cái dạng để mình mở cái file âm thanh lên đúng không? Như kiểu ngày xưa mình nói là VST thì bây giờ là gọi là CLAP à? Chắc là thế. Đây cái này thì nó là cái vital mà. Cái này là cái so sánh cái CLAP này này, là cái so sánh với cái VST. Em chưa biết là nó có thể đổi tên là CLAP hay không, nhưng mà nó sinh ra là như thế. The big one many of you have been asking for is an update to make unique workflow. Make unique clone. You can clone unique clips by holding Shift and V and left click and dragging an existing clip. It copies the dragged clip and makes a unique instance. Shift V. Nếu mà mình giữ Shift V, mình giữ Shift V và mình kéo sang thì là nó sẽ tạo một cái sample tương tự, nhưng mà nó không, nó kiểu là cái make unique ấy. Nó tạo ra một cái sample mới, nó không liên quan đến cái cũ, nhưng mà giống cái cũ. Tức là nếu như mình vặn to nhỏ ở cái mà mình copy sang này thì nó không ảnh hưởng đến cái cũ. Đấy, kiểu như vậy. Cái này mà anh em nào mà hay tùy biến bài nhạc như kiểu là thay đổi hợp âm hay là thay đổi drop từ nhịp trống chẳng hạn, hay là EQ các thứ, cái đằng sau, cái loop đằng sau mà nó khác cái loop đằng trước chẳng hạn, thì copy kiểu này thì nó sẽ tiện hơn cho cái việc là mình tùy biến bài. Ví dụ ngày bình thường ngày xưa anh làm là anh copy sang, xong là anh muốn sửa cái mà mình mới copy ấy là mình phải bấm vào cái make unique. Đấy, thì bây giờ là mình có phím tắt là shift V, là mình kéo sang là nó sẽ tự tạo một cái bản copy luôn mà nó không liên quan đến cái cũ. Cũng hay. Tiện hơn tí. Hơn một tí thôi. And use control or command shift and V and make them all unique. Control shift V là copy cũng như thế, nhưng mà là nhiều layer cùng một lúc. Trên Mac thì là command rồi. When using the send to playlist as audio clip option in the browser or the sounds tab, the playlist will now scroll to view them where they were placed. There's a new select in playlist button in the automation editor to improve clip discovery. Để tìm kiếm xem là cái này là của cái automation nào. There's no warning when samples are dropped directly on instrument tracks in the playlist. FL Studio goes no. However, if you're a rebel at heart, you must absolutely have a sample on the instrument track. You can click yes, and then drag it onto the instrument track later.
ở Việt Nam là anh em kéo bừa hết. Bảo ra kiểu là mỗi dòng bình thường các đo khác là mỗi một dòng một sao ấy, nhưng FL là lung tung beng. Những cái đấy nó là cái đặc trưng của FL đấy chứ. Gọi là ai gọn gàng thì nó sẽ gọn. Còn cầu thả là như cái bãi rác thôi. Nhưng mà cái này nó cũng là một cái mà anh em phải lưu ý, bởi vì sau này nếu như cái trường hợp mà muốn xuất cái kiểu stem ra thì nó sẽ rất là khó nếu như mình kiểu mình làm lộn xộn. Còn làm cái kiểu là mỗi một âm thanh là một track thì nó sẽ khi mình xuất là mình đỡ bị ấy hơn. Đỡ bị lẫn lộn với nhau hơn. In the playlist edit menu, you can now turn nudge clips with mouse wheel off. This refers to the shift and mouse wheel controlled moving of clips in time. Đợt trước là mình giữ shift mình di chuyển thì nó hay bị lệch lệch như này. Nên tắt cái tính năng này đi đỡ lệch. You can now choose to open the FL Studio user manual in a help panel on the có cả tutorial trong phần mềm luôn. This is an option in the general settings. Dành cho ông nào thích mày mò rồi chứ ăn mấy khi ai đọc. Ever been concerned about FL Studio doxing you while you're using it in public or in a video? Hay số hay tên người dùng bằng số này. The non-identifiable 7-digit string in the hint panel. The format is 3 letters and 4 numbers, e.g. ABC. À bảo sao lúc mà mình hôm nay mình cài bản này xong mình không thấy tên mình nữa. Có thấy tên số gì không, phải tưởng là cập nhật nó bị lỗi cơ. À, không phải. FL Mobile này. FL Studio Mobile, what's new videos? Most prominently there is a morphing wave shaper spreader exactly like in FL Studio. Cái FL Mobile này hình như là cái nếu như kiểu là mình làm nhạc trên điện thoại xong rồi mình muốn mở trên máy tính chẳng hạn thì cái FL này nó cũng mở được. Nó cũng mở được cái project đấy. Nhưng mà mình khuyên thật anh em là anh em đừng dùng điện thoại làm nhạc. Một làm xong một bài có khi mất vài tuần. Mệt lắm. And tape stop and wow and flutter effects. Mấy anh em vượt khó thì vẫn làm được đấy. When you open FL Studio. À đây cái welcome screen này mới này. Trông nó sẽ nhì nhằng hơn ngày xưa. Ngày xưa là cứ thế lên thôi, còn cái này bây giờ nó sẽ hiện lên cái bảng này cho mình mở một cái project theo cái template có sẵn ở đây, hoặc là bên trái này nó là cái project cũ của mình. By default, you're greeted by the welcome screen. Giống mấy phần mềm khác nhỉ? Đúng rồi. Giống cái Cubase. Cubase bình thường mình mở lên mình cũng thấy cái này. Ngày xưa có dùng thử Cubase một thời gian thấy nó cũng giống. Như bên đây Ableton thì nó không thế. Song starter takes you into a project using the chord progression tool immediately, for example. Đấy, có là mở template phát vào luôn. For trial users, the welcome screen will look a little different. You will still get access to the templates, but on the right side you can now. À, đây là ví dụ như dành cho những ai mà chưa mua chẳng hạn thì bên này nó sẽ hiện các phiên bản này. Nhưng mọi người nếu mà mọi người muốn mua FL thì mọi người hãy truy cập flstudio.vn nhé, để có thể mua và được hỗ trợ bởi người Việt. Ok. Còn nếu mà mình mua cái trực tiếp trên trang chủ thì cũng không sao cả, nhưng mà đến lúc mà mình có một vấn đề gì mà mình cần hỏi chẳng hạn thì mình sẽ phải contact trực tiếp với cả cái hãng sản xuất mà họ sẽ nói tiếng Anh, họ sẽ nói tiếng Việt. Đó. Thì cái này thì là quyền lợi của mọi người thôi. To really test all the limits of every edition before deciding which edition to get. Plugin picker. We've improved the search so it shows items containing any of the letters typed. Macros. You can now switch all audio clips to every time stretching mode in FL Studio. Previously, this only allowed stretch and resample modes. Playlist, piano roll and event editor tool buttons now no longer change color. Nó cái này nó là kiểu làm cho hàng loạt đấy, kiểu tạo cái bình thường là mình giãn âm thanh hay là mình sync tempo, nó có cái chế độ stretch kiểu giãn âm thanh thì nó có nhiều cái kiểu mono hay là E3 cái gì đấy. Thì bây giờ mình chuyển một phát tất cả luôn được này, cũng chả dùng đến mấy.
In MIDI out, we added a note off value selector for node controls. Now nodes triggered with this control don't have to stick around forever, and you can make use of release phases in envelopes, for example. We're now using Blend 2D for the GUI on Mac and Windows. Yes, this is us showing. Cái này làm cho máy chạy đỡ nặng hơn này. Projects with a lot of visualization, you will likely now have more frames per second. macOS menu bar. Cái này là cái mà những em nào mà dùng Mac đời đầu đấy, anh em là khá khó chịu về cái việc là bên FL là chưa có cái thanh ba ở trên đầu này. Anh em nào dùng Mac thì anh em sẽ biết thôi. Gần như các phần mềm là nó sẽ không có cái menu. Bình thường trong Win ấy, ở trên Win ấy là có cái, nó hay có cái menu ở trong phần mềm, nhưng trên Mac ấy là nó sẽ tích hợp cái menu ở trên cái thanh trên cùng luôn. Phần mềm nào cũng thế. Bây giờ bắt đầu mới cập nhật. Nhưng mà hình như là nó chạy cũng chưa mượt lắm. Hôm nọ anh cài thử ở trên Mac đây, vẫn đang dùng Mac đây. Thì nó sẽ chỉ hoạt động, nhìn kiểu nó thiết kế là ok ấy, trên một vài cái độ phân giải thôi. Để độ phân giải kiểu mặc định ấy, thì nó sẽ hiện được như thế này. Đấy. Nó sẽ các cái phím ở đây này, cái menu nó sẽ ẩn đi. Nhưng mà mình đổi cái độ phân giải đi phát là cái menu nó lại vẫn ở trong này. Nó chưa kiểu tương thích với hết tất cả các loại màn hình ấy. Đấy, thấy không? Thấy mất, nó mất cái menu trong này rồi không? Piano roll scripting has been updated to feature a whole host of new functions to expand the possibilities of MIDI controller integrations. Settings. In the settings, we added an option to purge the FL Cloud Sounds cache. This is necessary if something went wrong with signing. Nãy nó bảo là cái piano roll là được cập nhật lại, như kiểu là cốt lại hay sao á. Cốt theo cái kiểu Python ấy. Python ấy thì chắc là sẽ mượt hơn à, anh nhỉ? Ý là kiểu là khi mình cắm một cái MIDI keyboard vào thì nó sẽ nhận luôn, chắc là thế. Trước nó có ít tương thích lắm. Khi phải đối. Right now, it's only for the browser and pickers and MIDI import, but this is where we buy phím tắt. Mọi người có thể tùy chỉnh phím tắt được. Một vài cái, không nhiều lắm. Hope you love FL Studio 2024 just as much as we love your lifetime free updates. Be sure to check out all the links to the manual and the demo projects we made for this video down in the video description. Happy music making. Ok, thế là cái video là đến đây là hết rồi. Đoạn cuối chắc bật nhạc đặc biệt thôi. Hết rồi. Đây chắc là cái project của cái bản này. Gần như là mỗi cái phiên bản mà cập nhật lớn là cũng đổi cái project. Ok. Rồi, đấy thì về tổng quan cái phiên bản này FL24 này đến đây là hết. Thì mình thấy rằng là bản thân mình thì mình sẽ thích nhất cái tính năng là cái tính năng tạo hợp âm tự động rồi này. Đây là cái mà rất nhiều anh em producer cần, mà đặc biệt là những anh em nào mà kiểu làm bán beat hay là làm nhạc số lượng lớn thì anh em sẽ rất cần cái này. Hoặc thậm chí là những anh em nghệ sĩ bình thường thi thoảng kiểu bị bí ý tưởng hay là bí hợp âm chẳng hạn, thì cái này cũng là một cái giải pháp rất là ok. Em có thích cái tính năng nào trong cái phiên bản này không? Thì bản thân em là thích cái FL Cloud. FL Cloud à? Cái FL Cloud thì dành cho những cái anh em muốn dùng nhiều plugin ngon ở bên ngoài. Thì em ngắm qua thì cũng có vài plugin ngon, ví dụ như cái của Kashmir chẳng hạn. Hoặc có cả cái Ozone Standard nữa, cũng là một cái ngon. Thêm vài cái của Baby Audio này cũng ngon. Mà thấy là cái FL Cloud này thì trong tương lai như là có cập nhật thêm, tức là sẽ có thêm những các plugin nữa chứ không phải là chỉ có mỗi như thế. Thì cũng hay ho phết. Đấy, hợp tác với cả rất nhiều các bên là Native Instrument hay là WA Production các thứ. Cũng kinh khủng đấy. Phiên bản này thì là mình thấy thay đổi khá là nhiều. Và bắt đầu từ bây giờ là chúng ta sẽ có những các phiên bản là FL24.1 hay FL24.2.3 gì đấy, chứ không phải là FL21.3 nữa. Đáng nhẽ cái phiên bản này nó sẽ là 21.3, nhưng mà nó
bên phía Imidline là đổi luôn thành 24 đấy, và bây giờ chắc là hàng năm là sẽ là FL25, FL26, bao giờ có FL100 nhỉ, thì chắc là cũng ok rồi. Anh em xem cái video này, anh em thích những các cái tính năng nào, cập nhật mới nào của FL Studio thì anh em có thể comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những các video tiếp theo. Xin chào.